Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đấy. Cũng rất lâu là mình mới quay lại làm clip cho cả nhà ha. Hôm nay là mình sẽ làm clip về review sản phẩm cho mọi người. Đây là cũng là một cái sản phẩm mới ra mắt của bên mình luôn. Đây là sản phẩm túi đựng đồ câu lua. Xin giới thiệu với mọi người đây. Hai mẫu túi đựng đồ câu lua ha. Đấy. Mình đang có hai màu, một là màu sáng đi, mình sẽ gọi là màu trắng. Đấy, màu trắng đi. Còn cái này là mình sẽ gọi là màu xanh đi ha cả nhà. Đấy. Hai màu ha, một bên trắng, một bên xanh nha. Đây, đây là màu xanh. Thì mình sẽ review cái công dụng của túi này mọi người. Túi này có giá là 250k nha. Nhưng mà nếu mà cả nhà chia sẻ clip này cho mình qua Facebook hoặc Zalo. Đấy. Chụp màn hình lại gửi qua cho mình ha thì mình sẽ bao ship cho cả nhà ha. Phí ship tầm 40k nha. Nhưng mà nếu mà cả nhà chia sẻ clip thì mình sẽ bao ship cho mọi người nha. Là cả nhà sở hữu túi này đúng 250k thôi. Để mình lấy mấy cái đồ này ra. Mình cân trước tiên là mình sẽ cân thử xem trọng lượng túi là bao nhiêu cả nha. Túi này thì cả nhà có thể vừa là đeo hông, vừa là đeo chéo luôn nha. Vừa đeo hông vừa đeo chéo. Đầu tiên là mình sẽ cân cái túi này lên xem thử bao nhiêu gram mọi người ha. Đấy, túi này trọng lượng của túi là 480 gram này cả nhà. Là hơn 400 gram thôi. Đấy. Thương hiệu của nó là HVA cả nha, hai màu ha. Rồi mình bắt đầu đi vào chi tiết ha cả nhà. Thì công dụng của túi cũng khá là nhiều. Đầu tiên là phần phía sau trước đây ha. Đây là cái dây để cả nhà đeo hông nè. Đó, nói chung là mình có thể siết được nên là trọng lượng to nhỏ không quan trọng ha. Cái dây này khá là dài. Đấy, anh em dù mập ốm hay là đều ok hết, bụng to bụng nhỏ đều được hết nha. Đấy. Nó có một cái lớp vải lưới này cả nhà. Phía sau có một lớp vải lưới rất là dày. Tác dụng là giúp cho cả nhà mang khi mang trên người thì cảm giác sẽ êm ái nha. Đây. Mang cái túi lưới này nó cảm giác nó rất là êm luôn nha. Và nó thoát mồ hôi cả nhà. Khi cả nhà có mồ hôi nó thấm vào đây thì nó sẽ thoát mồ hôi, nó không có bị ám vào trong cái túi của mình. Đấy. Cái này mình thấy cái này rất là hay ha. Tiếp theo là mặt phía trước. Phía trước thì nó sẽ có một ngăn, tính theo ngăn khó này nha, một ngăn và hai ngăn phía trước nè. Khi có một cái túi nhỏ ở đây thì mình sẽ dùng để mình để kẹp cá này nha, kẹp cá mini như thế này. Đấy. Khi nào xài mình chỉ cần rút ra thôi, rút kẹp cá ra để nó dính. Mình kẹp nó vô đây luôn rồi. Đấy, kẹp cá hết trắng này nha. Đó, cái này mình có bán luôn nha mọi người. Đây mình đều có bán hết. Đây, gắn lại ha. Sau đó mình sẽ gài lại. Đó là cái túi nhỏ đầu tiên. Thứ hai là một cái ngăn kéo tiếp theo cả nhà. Đấy, bên trong này cũng khá rộng. Cái nhà thì đựng nói chung là các phụ kiện lặt vặt chẳng hạn. Có gì đựng nấy, quẹt thuốc cũng được hết ha. Đấy. Đây là cái ngăn khó thứ hai. Khá là rộng luôn. Đấy, cái nhà thấy đo được cái chiều cao của nó như thế này. Đó. Cái này thì mình bỏ được rất là nhiều đồ nha. Đây mình bỏ thử một cái hộp mồi mini cho cả nhà xem nè. Đó, rồi mình có thể bỏ kìm, kẹp dụng cụ các kiểu mình bỏ vô đây luôn. Đó. Rồi tiếp theo là hông đi. Đây, quay qua mặt hông. Bên hông này thì có một túi nhỏ để mình đựng phụ kiện tiếp. Khá là nhiều vị trí để cả nhà bỏ đồ ha. Nói chung là đi câu mình mang rất là nhiều đồ nên cái túi này mình khá phù hợp ha. Đây mình bỏ một cái kìm gỡ cá gỡ lưỡi mini gì cả nha. Đấy, đây cắt dây được luôn ha. Đây rất là dễ thương nha mọi người. Rồi mình sẽ đóng cái này lại ha. Còn bên này thì ưu tiên mời của mình lúc nào cũng là bỏ nước nha mọi người. Một chai nước lọc nhỏ thôi. Đấy, tầm 250 ml chẳng hạn, hay là 300 ml, 500 ml gì đó tùy mọi người. Mình bỏ vào đây để mình cái nhu cầu cần thiết của mình là nước mà đúng không. Rồi phần cuối cùng là cái túi chính nha mọi người. Túi chính này mình cũng rất là ưng luôn. Tại vì sao? Nó có thể chứa được tới hai cái hộp mồi lận nha. Đây, hiện tại mình đang bỏ hai cái hộp mồi nha mọi người. Hai hộp mồi nha. Một hộp mồi nhỏ. Hộp mồi này cũng là 10 ngăn nữa nha. Đó, bằng cái găng tay mình rồi. Nói chung là với mình thì một hộp như thế này là đủ rồi để đi câu lua rồi. Nhưng mà nếu nhiều anh em mà mình câu nhiều loại nhiều mồi á thì mình thêm một hộp lớn 14 ngăn thế này nữa. Đây. To hơn cả găng tay mình luôn. Găng tay mình
vượt 20 nha, cái này rất là to luôn ha. Hai mẫu hộp mồi để anh em bỏ vào đây luôn, hoặc là mình có thể bỏ thêm những cái phụ kiện khác, áo mưa hoặc là những cái gì đó, đồ đi câu, quần áo cũng được. Anh em có thể bỏ quần áo ở đây, mình có bỏ được hai bộ rồi đấy, khá là nhiều đồ ha. Và cái túi này thì vẫn là 250k nha mọi người. Anh em nào mua hàng á, thì inbox của mình và Zalo mình là Huỳnh Văn An, số điện thoại là 0356163121, Facebook của mình là Huỳnh Văn An nha mọi người đấy. Nhà liên hệ đấy. Nếu mà anh em nào thích vui á, thì chia sẻ giúp mình ha, chia sẻ cả nhà, chia sẻ clip này sẽ được bao ship nha mọi người. Và tổng kết lại thì túi của mình có hai mẫu nữa nha, hai màu mình quy định là màu trắng đi, cái này là màu xanh đấy. Anh em ưng mẫu nào thì múc qua Zalo cho mình ha. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình ha. Rất hy vọng là anh em ủng hộ cái sản phẩm mới này của mình. Các phụ kiện khác cũng như là kìm, kẹp, mồi, rồi chung là từ A tới Z đầy đủ cho anh em đi câu. Từ kính, bao tay, khăn chống nắng, rất là đầy đủ luôn. Anh em nào ưng cái mẫu nào thì gọi ngay cho mình nha. Gọi ngay cho mình. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.